Đầu năm anh chị và người thân có đi chùa hay đi nhà thờ không? Chúng tôi thường hay đi vãn cảnh chùa, thưa anh chị. Trái ngược với khung cảnh đông người có phần bát nháo, vốn là bản căn của chúng sinh, những pho tượng Phật, những đại Phật mà chúng tôi đến chiêm bái lại có phong cách trầm mặc lạ thường. Đức Phật, dù là Như Lai, Thích Ca, Quán Thế Âm hay là Di Lặc, đều có khuôn mặt cười mà như không cười, đem đến cho chúng sinh sự giải thoát. Mọi đau buồn, lo âu hầu như tan biến theo nụ cười, cười mà như không cười của Đức Phật. Và ít ai biết rằng là người tạc nên những nụ cười như thế, cười mà như không cười, mang tính thiền học rất cao. Đó là một điều khắc gia. Và ông này cũng rất lạ lùng, sinh ra trong một gia đình công giáo, được đi học để trở thành thầy giáo, làm nghề bán ve chai và cuối cùng trở thành điêu khắc gia vĩ đại, chuyên môn làm những đại tượng. Đó là điêu khắc gia Thụy Lam. Ông đã làm những pho tượng Phật mang tính tầm cỡ, thí dụ như là Bồ Tát Quán Thế Âm tại bãi bụt Đà Nẵng cao 70 m, tượng Phật Di Lặc tại núi Cấm An Giang cao 33,6 m, tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu tại thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt cao 24 m, tượng Phật A Di Đà tại chùa Vĩnh Tràng Tiền Giang cao 23 m, và rất nhiều vài chục tượng Phật khác tại rất nhiều nơi. Ông Thụy Lam sinh năm 1945, quê ở xã Long Sơn, Tân Châu, An Giang. Ông theo cha mẹ sang Campuchia sinh sống và được gửi vào trường dòng Thiên Chúa giáo. Cha mẹ tôi cho rằng học ở đó nghiêm túc và khắt khe hơn, ông nói. Năm 1970, do tình hình chính trị bất ổn, gia đình ông trở về Việt Nam sinh sống và khởi nghiệp từ một người phụ việc. Ông đã trở thành người thầy với rất nhiều đệ tử. Những đệ tử gọi ông một cách thân thương là sư phụ. Và thuở nhỏ nhưng gia đình kỳ vọng ông trở thành một nhà giáo, thưa các chị, trước 1975 và sau đó ở miền Tây Nam Bộ, thầy giáo là một cái gì đó rất là vinh dự cho gia đình theo phong tục và truyền thống của người Việt xưa. Tuy nhiên ông Thụy Lam ông tự nhận mình là một người đi bán ve chai. Tôi là một người đi bán ve chai thì đúng hơn, vì sau năm 1975, nhờ gia đình có một số vốn, tôi đi bán ve chai, một nghề thịnh hành lúc bấy giờ. Lúc đó tôi gặp nhà thơ Vũ Trụ cũng đi bán ve chai, biết tôi có năng khiếu hội họa nên bác đã giới thiệu tôi xuống sở rác ở Pháp viện Minh Năng Quang, quận 2 bây giờ để làm việc. Từ đó tôi trang trí mái đao và vẽ cây bồ đề. Cảm nhận cuộc sống của quý sư ở Pháp viện thanh đạm và nhẹ nhàng, không bon chen lừa lọc như cuộc sống bên ngoài. Tôi rất thích và thường ở đó ở chùa. Các sư thương mến nên hay cho tôi đồ ăn thức uống, nhất là đưa sách Phật cho tôi học, chủ yếu là các loại Phật giáo do người phương Tây viết. Thích ở chùa, thích vẽ tranh Phật, vẽ cây bồ đề, thích đàm đạo với các sư, nên những yếu tố đó cũng như triết lý sống Phật giáo tự nhiên huân tập vào đời tôi. Một thời gian sau tôi về chỗ ông Bảy Chánh, một nhà điêu khắc nổi tiếng tại khu tượng Tạc Tượng Phú Lâm để học nghề. Thấy tôi có năng khiếu chăm chỉ học hành với tâm thuần phát nên ông nhiệt tình chỉ dạy. Ông nói hướng dẫn hết cho mày thì sau này sẽ có lợi cho Phật giáo. Vừa nói về việc tạc tượng, tác giả Thủy Lam nói tiếp: đúng là tạc tượng thì phải để hết tâm mình vào đó, mà tôi làm tượng làm là làm cho chúng sinh lễ bái chứ có làm cho tôi đâu, cho nên khi làm tượng tôi phải cắt đứt hết mọi chướng duyên, chỉ tập trung vào công việc. Và trở lại với nụ cười của Phật, cười mà không cười, ông Thủy Lam đã nói như thế này: thật ra tôi cũng tà ma ngoại lâu lắm chứ chưa tu hành gì đâu, nhưng khi làm tượng tôi giữ thân tâm cho thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì mới làm tốt được. Vì khi làm tượng Phật lớn, mình không thể tuân theo tiêu chuẩn sách vở mà phải làm bằng kinh nghiệm và trực giác. Ví dụ như chỉ tôi chỉ tính cái răng của Phật Di Lặc ở núi Cấm thôi cũng đã to 4 tấc rồi, mà cái mình tôi thì chỉ hơn 2 tấc. Còn nụ cười của Bồ Tát Quan Âm ở bãi bụt rộng đến 1,4 m, con mắt rộng 1,2 m, mình phải quán không gian theo chiều chiều chứ không chỉ có 3 chiều.
tượng ở Bãi Bục nguyên thủy có địa diện không hẹp, nhưng khi sửa diện lại thì trật tâm. Nếu tâm không tịnh mà không nhờ Phật gia hộ hay nhờ Phật lực gia hộ thì khó lòng làm nổi. Tôi chỉ tập làm Phật một tí mà thôi. Và một họa sĩ là họa sĩ Phương Hồng nói rằng ông Thụy Lam là người làm tượng vĩ đại nhất Việt Nam. Một hòa thượng khác cũng nói rằng sau khi thu thập và so sánh hầu hết các pho tượng Di Lặc ở trên khắp đất nước, hòa thượng thấy pho tượng Phật Di Lặc ở núi Cấm An Giang là đẹp nhất, là người không hổ là người chế tác ra nụ cười Phật. Ông Thụy Lam nói như thế này: quả thật tôi không bao giờ giấu nghề, tôi đã trao hết tất cả những gì cho mình có cho học trò. Nhưng Đức Phật đã từng nói có những cái không cho được và cũng không nhận được. Nếu chúng ta chỉ căn cứ vào kinh điển diễn tả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật để làm tượng thì không ổn. Chúng ta phải là biết quán tưởng và tự thể nhập vào Đức Phật của mình. Phải có một hình tượng Phật gần gũi với dân gian Việt Nam, từ màu da, nụ cười cho đến mí mắt. Nên mình phải dựa vào kinh điển, vừa phải quán tướng. Tổ ông cho dù đẹp rất đẹp thì muôn đời vẫn chỉ là tổ ông. Còn tác phẩm của con người thì phải có tính sáng tạo, phải sống và phải mới. Kinh Hoa và Hội Họa nằm ở trong kinh Phật. Như có lần Đức Phật nói với một vị tỳ kheo rằng: thế nào là một bức tranh tuyệt tác? Vị tỳ kheo trả lời: một bức tranh tuyệt tác là một bức tranh vẽ bằng tâm thức. Đức Phật nói thêm: nhưng cái tâm còn tuyệt tác hơn bức tranh đó nữa. Thưa anh chị, trong một thời gian nhất định chúng tôi không thể truyền tải hết cuộc đời và ý định của tác giả Thụy Lam, sự vĩ đại của ông khi tác tạo nụ cười của Phật. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng không chỉ là tài năng là dĩ nhiên rồi, nhưng là một cơ duyên. Một con người được học trong trường dòng của Thiên Chúa Giáo, được gia đình kỳ vọng trở thành một thầy giáo và nuôi sống bản thân mình bằng nghề bán ve chai, và từ nghề bán ve chai đó trở thành cơ duyên đưa đến với Đức Phật và trở thành người tác tượng Phật, mà không phải là những tượng Phật bình thường mà là những đại tượng chưa có tiền lệ và chưa có người thầy nào dạy cho ông điều gì cả. Ông chỉ học bằng tâm thức của mình và tạo nên những tượng Phật to lớn như thế. Nhưng thưa anh chị, ở đây không phải là sự to lớn của tượng Phật. Chúng ta thấy rằng chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam phát triển uy hoàng rực rỡ về mặt cơ sở thờ tự như hiện nay. Có 17.000 cơ sở thờ tự mới và được trùng tu lại, có những cái đạt kỷ lục quốc tế. Nhưng có một điều đáng buồn là chùa lớn nhưng không có Phật. Không có Phật, Phật không hiển linh. Thưa các anh chị, nó có một vấn đề là cứ thấy chỗ nào gò cao ụ nổi thì những tư bản cá mập sang bằng đắp một ụ xi măng lên và gọi đó là Phật, rồi dùng hệ thống truyền thông của mình đặt ra chuyện này chuyện kia linh hiển để công chúng đến chiêm bái. Và trong một thế giới, trong một xã hội mà niềm tin đã bị đứt gãy nhiều chiều, kể cả căn bổn về gia đình, quân sư phụ, cho nên con người Việt bây giờ mất phương hướng và chỉ còn một đường duy nhất là hướng đến tâm linh. Do đó họ bái Phật tứ phương, nghe nơi đâu có chùa mới, tượng lớn thì họ đến để chiêm bái và hy vọng rằng được sự bình an của tâm hồn. Nhưng không phải nơi nào cũng được như vậy đâu, thưa các anh chị. Khi xưa Tần Thủy Hoàng xây dựng Lý Trường Thành, Bạo Chúa xây dựng Lý Trường Thành, nếu không có bàn tài sắc của Tần Thủy Hoàng thì cũng không thể có dựng Lý Trường Thành vĩ đại như ngày nay cho người Trung Quốc. Và đến thời đại chúng ta cũng vậy, không có sự u mê của công chúng, không có những tư bản cá mập về tâm linh thì cũng không có những công trình Phật giáo đi và mãi mãi đi vào lịch sử. Chúng tôi cho rằng đó cũng là Phật tích, đó cũng là sự hiển linh của Phật. Ngài dùng sự hỗn loạn của chúng sinh để lại những dấu ấn cho đời và cho lịch sử Phật giáo ngàn sau, mai sau, trăm năm sau, ngàn năm sau, con cháu chúng ta nhìn lại chiêm bái những đền thờ, những chùa chiền vĩ đại như ngày hôm nay đã sinh ra đời sẽ cảm thấy một thời kỳ ma chướng như thế nào. Và liệu Phật giáo có tồn tại đến ngày hôm đó hay không, chúng ta không thể biết được, thưa các anh chị. Chúng ta không thể biết được, hay chỉ là những phế tích như Hoàng Lý Trường Thành thôi, chúng ta không biết được. Tuy nhiên
Phật rất hay. Tâm sinh Phật, Phật sinh ra những người như người bán ve chai. Chúng tôi vừa nêu, ông đã tạo nên những tượng Phật vĩ đại về mặt kích thước, về mặt vị trí, về mặt sự tôn trọng của công chúng. Đồng thời đã tạo nên những nụ cười của Phật, đem lại sự an lành cho chúng sinh. Chúng tôi đọc qua rất nhiều kinh Phật và chỉ có hai lần Đức Phật nhắc đến nụ cười của mình mang tính thiền quán. Ở đây có những câu chú rất khó hiểu, chúng tôi không giờ nêu ra ở đây. Nhưng khi xem những tượng Phật của vị kiến trúc sư nêu trên, chúng ta thấy rằng đúng, thể hiện đúng tinh thần của Đức Phật. Do đó, trong đầu năm mới chúng tôi đến số kiện chùa gần xa và bỏ qua sự ồn ào náo nhiệt, nhìn lên nụ cười của Đức Phật, cười mà như không cười, để xua tan đi mọi ưu phiền lo âu cho chính mình. Nhân dịp đầu năm mới, chúc các anh chị và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, và đặc biệt là được sự bình an trong tâm hồn như nụ cười của Đức Phật, cười mà như không cười. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.